Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món rau cải ngồng sọc tỏi nhé, hay gọi là rau cải sọc tỏi cũng được. Các bạn mua cho mình một mớ rau cải này. Và bây giờ mình sẽ cắt ra nhé. Để mình thái, mình rửa. Và để xào với tỏi thì các bạn bóc cho mình một củ tỏi. Gia vị thì chúng ta thường ăn như nào thì mình làm như thế thôi, bình thường thôi. Cái rau cải ngồng thì cái thân của nó rất to, các bạn tỉa từng bẹ ra cho mình. Sau đó thì mình sẽ thái ra nhé. Các bạn thái ra thành ra. Vì mình xào thì mình sẽ thái dài. Khi mình thái hết phần lá ra, trường cái phần cẳng này thì các bạn dùng dao các bạn tước đi. Để ăn cái phần cẳng này vừa ngọt vừa giòn nhé. Bỏ cái phần sơ bên ngoài đi thôi. Có thể tách ra hoặc là mình để cả cải. Để sau khi rửa rau cải xong nhé, thì các bạn để cho mình rót nước nhé. Tỏi thì mình sẽ đập dập nhé. Các bạn cho mình chảo lên bếp. Mình cho dầu ăn vào nhé. Khi dầu ăn nóng thì các bạn cho mình phần tỏi này nhé. Mình chi thơm với phần tỏi này. Rồi, khi tỏi đã thơm rồi thì mình sẽ cho phần rau cải vào. Các bạn cho mình một canh vào này, một thìa nhé.
hạt lêm, các bạn cũng cho mình một thìa hạt lêm nhé. Rồi bây giờ mình kiểm tra xem phần rau cải nó đã chín chưa. Rất giòn đúng không? Các bạn cho mình một xíu mắm để cho rau cải vừa xanh vừa ngon nhé. Rồi bây giờ mình tắt bếp mình. Các bạn cho mình một thìa bột ngọt nhé. Nếu các bạn nào không thích thì thôi nhé. Nếu mà ăn bột ngọt thì mình cho. Rồi bây giờ mình cho ra đĩa. Đây các bạn, như vậy là mình đã được một đĩa rau cải xào tỏi nhé. Các bạn có thể cho ớt lên trên. Nếu ai ăn được cay thì có thể ăn ớt nhé. Rất thơm và ngon, dễ làm, dễ ăn. Món này ăn với cơm cũng ngon. Và một món ăn rất đơn giản, chúng ta nên trong bữa cơm gia đình nên có những món ăn rau như thế này thì nó vừa tốt cho tiêu hóa và không no béo phì cả. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình.